Đây cũng vậy. Thì dạng này nơi được gọi là nơi cũng có nội ống nước hết, đúng không? Hai ba lông ở trên cái phía trên kia chúng ta là ba lông hơi. Trên này là ba lông hơi này. Đấy, đây là ba lông hơi này, đúng không? Ở dưới là ba lông nước, đúng không? Ở giữa ba lông trên và ba lông dưới với nhau được nối với nhau bởi các hàng ống nối với nhau. Thì cái hàng ống đấy người ta gọi hàng ống đối lưu. Ở trên mặt vẽ thì nó cần lên trên đấy, ta xem mặt vẽ thì gọi hàng ống đối lưu đối thì trên của dưới giữa hai ba lông nhau. Thì cái nối giữa cái hàng trên và dưới hàng ống này chúng ta là bằng phương pháp là gì? Là hàn. Thế còn đối với các nơi ví dụ nhà máy điện trung áp ấy thì người ta hình phương pháp là công nghệ nối ở trên dưới người ta dùng để lúc ống. Thế thì nước chúng ta được cấp vào là từ đâu ạ? Tức là cấp qua cái sau, cấp nước từ sau dầu qua bơm cấp. Thôi được, bạn có thể trước thì kết cấu nó hơi của ta đấy, ba lông trên ba lông dưới nhá. Đây là bộ gì ạ? Ống thủy sáng. Về nguyên tắc các trong tiêu chuẩn các quy định bắt buộc chúng ta phải có một ống thủy sáng, đấy là bắt buộc. Ở đây chúng ta có thể lắp cho bạn hai cái thì càng tốt hơn, không có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Còn cái còn lại có thể vẫn là ống thủy sáng hoặc là các phương pháp chỉ định mức khác nhau, đúng không ạ? Mà bắt buộc phải có một cái đấy, bắt buộc vào. Thế còn cái van mà để coi để kiểm tra mà tôi nói để gọi khi bác gọi nước đối với vận hành nửa hơi thì nó phải là van cồn gạt. Cái này là cái van của tàu thế nào thì chẳng gạt nổi. Cái van ngày xưa nó tay gỗ rất ngắn này, nhưng mà tôi già quay rất nhẹ thì mình mới thực hiện được. Thế trong cái phần này của nó cấp nước đây thì nó có trong này có bộ van báo mức và điều khiển bơm. Nó gồm 4 cực, các bạn này, 4 cực ở trên này. Cắm xuống là 4 mức khác nhau, ở hai cực ở giữa chúng ta là để chạy bơm cấp, còn cực trên báo mức cao và mực dưới báo mức nước thấp nhất. Đấy, khi mà chúng ta xử lý mức nước thấp nhất mà liên động cái động thì lập tức thì nó sẽ ngừng độ. Và còn thiết bị đo lường chúng ta bao gồm có áp kế đây, đúng không ạ? Áp kế đây sẽ có quang giống siphon đây. Mà đây chúng ta thấy là các bạn thấy thiếu cái gì ạ? Không có hết, đúng không ạ? Trong nhiều mà đổ vỡ áp kế hoặc là áp kế buộc phải thay thế hoặc là vì lý do đó chúng ta phải thì chúng ta không thể khóa được. Cho nên khi các bạn thấy nếu trường hợp xuống thực tế thì hỏi tại sao cái này thiếu cái này thiếu thì bạn có thể làm cỏ nhé. Và đây là cái van xả e để trong quá trình chúng ta cấp nước, đúng không ạ? Để chúng ta cấp cho đầy và đặc biệt là khi mà chúng ta khởi động hơi mà mở để nó thoát khí để tránh việc tạo áp suất giảm. Và đây là bộ phận điều khiển, đúng không ạ? Khi mức nước mà thấp xuống dưới mức giới hạn thì còi và xung báo động nó sẽ báo và liên động cần thiết nó sẽ tắt tất cả quạt và khói bật gió ngừng đốt. Thì đây còn hệ thống điều khiển chúng ta bao gồm có những mũi áp kế, đúng không ạ? An toàn ta gồm cả hai van kia, một van và hai van đấy. Thì cái van chúng ta thì trách nhiệm là điều chỉnh căn chỉnh van và điều chỉnh van là trách nhiệm của nhân viên. Và sau khi kiểm định các bạn điều chỉnh van xong rồi thì các bạn chính hiệu cần kiểm chỉ lại mọi vấn đề liên quan đến vấn đề an toàn thì người vận hành và người sử dụng chung sở hữu, không được phép gì ạ, không được phép gì ạ, thay đổi. Thế còn trong khi quy định thì thông thường trong ca ta yêu cầu người ta phải thông rửa ống thủy một lần, bởi vì trong các loại nơi công nghiệp loại sàn nhỏ áp suất thấp này thì nước chúng ta không có bộ gì ạ, không có bộ nào khử khí, không có khử khí, bởi vậy mà không bị oxy ở trong nồi hơi chúng ta không được khử hết khỏi cả nước cất. Thế bởi vậy mà trong đó có thành phần mà sắt, tức là sắt 2 FeO2 thì nó hòa tan trong nước, cho nên khi vào trong nồi hơi quá trình hoạt động nó gặp oxy mà chúng ta không khử hết thì nó sẽ tạo ra sắt 3, mà sắt 3 nó sẽ làm cho thì chúng ta có cái màu gì ạ? Vàng. Màu vàng hoặc màu lô đỏ. Thế bởi vậy chúng ta yêu cầu chúng ta một ca chúng ta phải xả thông rửa ống thủy một lần để làm sao để nó rửa bớt cái đấy. Thế còn nếu trong trường hợp mà các cái nồi hơi mưu ra của Nhật các tư người ta người ta có một cái thùng hóa chất người ta bơm trực tiếp vào nồi thì cực xa cái chất đấy chúng ta bơm vào chúng ta để khử sinh thôi để sự thay thế. Thế còn đây là quạt gì ạ? Bộ phận phụ trợ của chúng ta còn phía sau chúng ta là quạt khói phụ trợ. Nồi chúng ta thì bao gồm đấy, như tôi đã đi lại quay lại từ đầu là chúng ta có hiện ba lông trên là ba lông hơi, ở dưới là ba lông nước nhé, chứa đầy nước. Và nước của chúng ta ấy,
nó được cấp qua vào ba lông trên, sau đó thì nó sẽ đi qua một số các hàng ống. Thầy hỏi thế cái ống nó xuống đâu, thì có một số các hàng ống ấy, một số các hàng là nước và hơi hỗn hợp với nước nó đi lên, nhưng mà có một số ống ví dụ thường nó rơi vào cái ống mà phía gần góc cuối của đường khói ấy, thì vì nó nhận nhiệt thấp cho nên là nó thay thế cho cái việc là cho nước xuống, đúng không? Thì nó sẽ đi xuống ba lông dưới, từ ba lông dưới nó sẽ đi qua hai ống góc đây. Các bạn thấy đây, nếu chúng ta mở cái nắp tre này ra thì nó có cái cửa tăm bông ở đây, thì chúng ta mở cái tăm bông này thì ống góc dưới chúng ta đi thẳng, đấy, đi thẳng hai bên, và từ ở hai bên sườn này chúng ta ấy, thì nó sẽ có hai ống đi thẳng bên ống góc trên, đó gọi là hai ống nước từng bên hai từng bên này, hai từng bên này nó theo ở đó ống nước từng bên, đúng không? Thế còn từ ở đây, đúng không, nó sẽ có một cái ống lớn hơn nó lên đây, và ở trên này chúng ta có một cái ống góc đây đấy. Ống góc đó đây, nó nằm cửa tăm bông nó nằm bên này đấy. Nó ngang, nó nằm trên này, và từ cái ống góc ngang đấy nó có một hàng ống nó đi cong lên này, nó cắm lên trên thẳng vào lông trên, thì cái đấy gọi là dàn chân. Dàn chân thì cái dàn hai từng bên này và cái dàn chân này ấy, cộng thêm một cái dàn ống lưu đầu tiên của cái ba lông trên dưới ấy, thì nó tạo thành cái không gian của một lớp, thì toàn bộ các cái ống đấy thì còn người ta gọi là ống nhiệt bức xạ, tức là nhận nhiệt trực tiếp từ ngọn lửa, gọi là ống xạ, tức là nhìn thấy được. Nhiều khi các thầy hỏi thế thì cái hàng ống thứ hai ấy, của dàn lưu ấy, thì nó là ống gì, thì là nếu thầy hỏi để cho điểm cao ấy, thì đấy là ống nửa bức xạ, tức là nó lấp sau một hàng trên thì nó nhìn thấy một nửa ngọn lửa thôi, thì nó là bức xạ, còn toàn bộ còn lại là phần đối lưu. Như vậy các bạn thấy là gì, chúng ta bao gồm có bao nhiêu công góp ạ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Như vậy chúng ta có 5 công góp, đúng không ạ? 5 công góp. Thì ở các ống góp này các bạn thấy khi người ta đặt ở đây, đây là gì ạ? Là van khóa để chúng ta mở, để chúng ta gì thực hiện cũng được xả đại mã xả ống góp, xả các ống góp. Mà trong trường hợp này thì các bạn thấy rằng rõ ràng là gì, người ta phải làm sao cho ống góp nó phải nghiêng xuống một góc độ nhất định để chúng ta dồn dồn đọng. Đây là bùng đốt, đúng không ạ? Các bạn là ghi tính thì các bạn nhìn vào trong này, các bạn thấy đấy là cái dàn ống đầu tiên của nó hơi ngang, cái gọi là dàn bức xạ, nó tạo vùng hai tường bên, đúng không ạ? Đây là khi chúng ta đốt, cái đây là cửa xà than, đúng không ạ? Còn dưới là cửa cháo xo, cháo xo. Đây là ống này. Con điện đấy, em thò xuôi đâu đấy tham quan. Bình thường muốn kiểm tra xuôi vào đây. Trời, rất nhiều. Các bạn nên nhớ là thầy hỏi nhá, thầy hỏi cái việc kiểm tra bên trong và bên ngoài. Thầy ơi, thì các bạn hiểu rằng khi mà ta kiểm tra bên trong bên ngoài, ơi, thầy hỏi nếu mà chui vào đây là chúng ta kiểm tra bên trong hay bên ngoài, thì các bạn vẫn phải nói là bên ngoài nhá. Mặc dù ta chui vào trong này, nhưng mà vẫn là kiểm tra bên ngoài. Và khi nào các bạn chui vào bao lông này này, thì vào kiểm tra bên trong, ta chui trong bộ phận, thì vào kiểm tra bên trong. Còn chui ở phía bên này, ta vẫn kiểm tra bên ngoài. Mặc dù chui ở trong lò, đấy là cái bản thể của nó đây. Ở trong nơi ở cái mặt kia ấy, thì về cái bác ấy, là cái ống góc này này, ống góc dưới đây này, thì về người ta không cho phép nước nóng, bởi vì nếu chúng ta nước nóng lên ấy, thì là nó sẽ làm mất điện, mất cái khả năng tuần hoàn, rất gọi rối tuần hoàn của người, cho nên người ta phải đắp cái chịu lửa hoặc là một chịu lửa ấy, giữa chịu lửa ấy, che một phần của ống góc giữa mặt kia và lên trên của ống từng bên. Thế thì nếu như nồi hơi chúng ta vận hành mà thường xuyên liên tục ấy, thì nó không vấn đề gì cả, nhưng mà nếu như chúng ta vận hành mà nó gián đoạn ấy, vận hành xong nghỉ và làm gì, đặc biệt nghỉ dài hạn này, thì cái chân ống của từng bên này này thì thường hay bị gì đấy, cứ nồi hơi mà tôi nói trên sân tây
là sân bị gì rất dễ bị. Cho nên trong nhiều trường hợp là khi đi kiểm định ấy, là chúng ta nếu mà với cái loại dạng này mà chạy không bị kiểm định như vậy ấy, thì ta lưu ý phải được cần thiết cho đúng bỏ chúng ta lắp lại để chúng ta kiểm tra cái chiều của cái chiều đồng của nó trở thành kiểm. Một số các hơi loại lớn của Trung Quốc ấy, cũng kiểu dạng hai ba đồng nó nổ, nó sập toàn bộ cái ba đồng trên xuống, nhìn thấy khi nó nổ một phòng thì làm toàn bộ cái đồng của từ bên mình sập xuống. Thì trong tầm nổ đấy là quay cọ nữa cho cấp nước bên trên bên này nó có chiều một chiều này đứng bên này thì đó nó đấy, đấy là bản thể nơi các bạn chịu trách nhiệm an toàn đối với việc là khử độc cán bộ phận và bao vây đó đây này thường cũng góp với quan sở đấy cái này là sở đấy sở đấy hai cửa sở đấy nhanh này đi bây giờ có ba cái từ hai cái ống góp về đây góp về này từ ba lông về này đây là cái van xả nhanh này. Đây ba van xả cái này là xúc rửa ống thủy trước khi vào đó các bạn phía sau thì các bạn sẽ để ý bao giờ nó có cái van được chiều sau đó đi tăng chặt và hoàn hồi sau khi hơi sinh ra thì các bạn thấy là ở phía bên này hỗn hợp hơi nước nó đi qua từ đây và dàn dần lên trên này nó lên trên có lông trên nó hai cái đây đi. Hai cái đây là để mở cửa cơ này sau khi mình bảo dưỡng không nó là cái này. Cho sau này nó về cái cho của cái khói nó sẽ đông ở trên cái mặt của ba lông này mặt trên kéo cuối liêu mặt ba lông này thì sau một thời gian mình phải tháo cái mặt này ra để vệ sinh cái cho của cái gì ạ của cho ra là khói là chụp chim đấy thì bạn thấy bao giờ đấy đối với người bạn thấy bao giờ đứng nước là cái sinh mệnh nó thì ngang như vậy là thông minh của đơn thể để cho cái gì cái đơn giản thôi đúng không nó đấy nhá đấy là toàn bộ cái bản thể với các bạn thì chưa đảm bảo đó và hai các bạn thì chưa trách nhiệm là việc chăm chỉ hay bác bạn con thì thông thường ấy là những các quy định chúng ta là đối với nơi chúng ta lại chăm chỉ ra chỗ kia hai con nó nữa thì không được phép phải có một cái trên kia là hai cái ban an toàn cái này thì là nó nói đúng không vơi một chiều chiều cái ban chân tay một cái nghiệp thứ năm mà bạn kiểm tra thế nhưng mà bây giờ chúng ta có thể tùy theo tình tiết các bạn chúng ta có thể làm trước người như này của đam mê ghi là nó sẽ ra nó vẫn có đối lưu nó nằm từ trên ba lông ở trên nó nằm thẳng bao nhiêu ví dụ và chủ sở hữu bao giờ thầy đưa cho mình thầy có đưa cho mình cái sách này từ đây đến đây tổng khối đi một cái ta đi toàn bộ sẽ biết mà vậy sao bên này lấp lộn nếu mà cấp nước vô đây mà văn này nó sẽ là văn chặn nhưng mà sao lấp lộn văn một chiều nó phải nâu văn này văn một chiều nhưng mà đi vào nhưng mà văn này lấp lộn mà đúng không nếu mà đường đi vô đây thì là coi như cái này nó phải vô chúng ta nó lại vô chúng ta nên là khi vậy nước nó vô thì nó sẽ xì ra hơn nữa nha em về ơi này hay nó ở dưới thì nó không dần xì thì văn quá chặt mà nước nó phải đi ra tới hướng này thì ngứa đúng không mình khóa nhưng mà khóa ngược nếu mà mình nước là đi vô như đường này thì có thể trong ngày văn là khi người ta cố tạo ấy thì nó vẫn theo một cái chiều 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 đây là các bơm cấp nước có thể là dịch vụ cho họ theo yêu cầu đây là một phút thông thường ấy các bạn nên nhớ cái loại này ngày xưa thời nguyên thủy của những sâu ấy trên này ấy nó bao gồm có chắc là cái để bao gồm lọc bụi mở ra kiểm tra
thì nếu như trường hợp các bạn mà thầy hỏi ở trên này thì cùng với bây giờ cái đầu kêu cái nút có cái nút ở trên cái đỉnh đầu là các cái nút bán để mở cái nút ra và bán soi để nhiệt có nội soi bản thân để bán soi bạn sẽ kiểm tra được cái mức độ có cặn và cái gì có thể là vệ sinh được. Thế ngày xưa có cửa nên là rất là khó soi cái cửa. Đối với các này sĩ sẽ người đưa thì sẽ công ty đối với Việt Nam không còn nữa cứ đưa bảo vệ cho họ mà tôi đi kia họ đã làm cái cả cả cái cửa chui với điện đây trước đây nó làm với nó còn tự động nó mở rộng có mở rộng tổ nhân doanh mở rộng tổ nhân doanh mở rộng tổ nhân doanh thì hỏi trên đây là cái gì như thế nó sẽ có trên bảng này trên bảng này thì hỏi ở trên đây các cái này người ta vào cái nút tháo ra là cần chạm cái bàn này không làm thì không có cái đấy thì mở cái này ra để bơm nước vào. Cơ bản trong cái thiết kế là được rồi. Đây là các cái cửa vệ sinh đây. Cửa này khi mà em gió đốt than lên đấy thì cho và gió nó sẽ bay qua đây thì nó sẽ trong một thời gian nó sẽ đóng cái khói cái thân bụi than đấy nó sẽ động trên mặt sàn này. Nó lâu ngày quá là nó sẽ làm cho cái gì cho này là định kỳ là chúng ta là phải mở hai cái cửa ra để vệ sinh như cái nồi lửa là cũng lửa này từ trong này đây đấy đây là có cái một là bức tường chắn hoặc là nó là rích rắc để cho khói nó qua cái chỗ này hôm trước anh em mình học đấy là xuống đây đúng không ba lông nước đây cái bể nước ba lông nước đây nếu mà bạn làm xong xong đúng không làm gì có bể nào không trong này là cái này thì khó này cái sàn cái chỗ góc góc mà xuống là kiểu gì mà không có bị động này thì phải mở đấy còn cái nước nó ở trong phía trong cái ba lông này trong cái ống ba lông này khi mà kiểu gì ơi bắt buộc chúng ta phải cô lập là cả ba đường trong đó đường hơi là một này